lễ ngày hôm nay, lễ cắt băng khánh thành, khai trương Vinpearl Cửa Hội Resort and Villa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đếm ngược thưa quý vị. 3, 2, 1, xin chúc mừng! Một thiên đường du lịch chưa được khai phá, nơi thiên nhiên hào phóng ban tặng những bờ cát trắng mịn, được đánh thức bởi sự xuất hiện của Vinpearl, thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An, mang tới cơ hội đầu tư hấp dẫn chưa từng có với 37 căn biệt thự biển tuyệt mỹ, sở hữu tầm nhìn 2 trong 1, sinh lời tối thiểu 10% một năm từ chủ đầu tư bất động sản số 1 Việt Nam Vingroup. Vinpearl Nghệ An Resort and Villa chính thức khai trương vào 29 tháng 4 năm 2017.